Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vietnamese Calligraphy của Thư pháp Quang Lĩnh. Hôm nay Quang Lĩnh giới thiệu với các bạn một bộ dụng cụ học thư pháp rất là tiện lợi. Đó chính là tấm vải tập viết vạn lần. Đây là một cái tấm vải thần kỳ dùng để viết thư pháp. Và chúng ta sử dụng nước thay cho mực để viết. Các bạn chỉ cần một cái bút sạch và một tấm vải với một ly nước là chúng ta có thể viết, chúng ta có thể tập thư pháp rất là nhiều lần. Và khi các bạn viết chữ lên trên cái tấm vải này thì nước nó sẽ thấm vào trong vải và nó biến tấm vải, những cái nét mình viết trở nên đen tuyền giống như là mực. Và sau khoảng thời gian nó sẽ khoảng 2 phút nó sẽ khô ngay. Và đây là cây bút chuyên dụng, bút số 2. Bút rất là tốt. Và cây bút này dùng để chúng ta tập luyện những cái chữ lớn hay gọi là đại từ, và tập những cái nét cơ bản rất là tốt. Đây, Quang Lĩnh sẽ thử cho mọi người xem. Đấy, nước sạch nha. Chữ A, chữ B, chữ C. Các bạn nhìn bút là các bạn thấy cảm giác được là nó sẽ rất là tốt. Lực đàn hồi bút vừa phải, không có cứng quá cũng không quá mềm. Bởi vậy khi mà viết cái nét ra, các bạn thấy mình không có phải gò tay nhiều, mình viết ra mà nét nó sẽ tự động tinh chỉnh luôn, cho nên rất là dễ tập đối với cây bút này. Các bạn này có nhu cầu mua hãy liên hệ với cái địa chỉ bên dưới, số điện thoại bên dưới. Bạn chỉ cần nhắn tin số điện thoại, địa chỉ và họ tên thì Quang Lĩnh sẽ gửi qua đường bưu điện cho các bạn. Trong vòng vài hôm là các bạn có thể nhận được. Và tấm vải này các bạn sử dụng được nhiều lần, rất là bền. Bút cũng rất là bền. Và đặc biệt rất là gọn. Khi chúng ta đi du lịch hoặc là đi di chuyển đi đâu đó thì chúng ta có thể cuộn lại, và chúng ta có thể bỏ cái bút vào bên trong cái ống và chúng ta cuộn lại rất là gọn. Và chúng ta mang đi, chúng ta viết không sợ phải dây bẩn mực. Đây, các bạn thấy những cái nét Quang Lĩnh vừa viết trong khoảng tầm hơn một phút thôi đã khô. Trong vòng 2 đến 4 phút thì là chúng ta có thể viết lại. Hạnh phúc. Đây là một bộ bút, một bộ tập thư pháp mà Quang Lĩnh thường giới thiệu cho các bạn học viết. Thứ nhất thì trên này nó có những cái ô ly chia rất là cụ thể, và mọi người có thể canh chỉnh được cái chữ của mình phù hợp. Đối với các bạn nào tập chữ Hán thì càng quá dễ. Trên một cái ô này nó đã vẽ sẵn những cái đường và chúng ta canh vào đó tập thật là thuận tiện. Rồi bây giờ nó đã khô rồi thì các bạn có thể viết lại ở trên những cái chỗ nó đã khô. Và cứ thế chúng ta cứ tập xoay vòng như thế. Thì cái tấm vải này thay cho một lượng lớn giấy mà chúng ta dùng để tập luyện. Khi các bạn học viết thư pháp thì khởi đầu của bạn cũng phải tiêu tốn hết khoảng tầm 500 tờ giấy. 500 tờ giấy cộng với một lọ mực nửa ký. Còn trong khi chúng ta chỉ cần một cái tấm vải này và một cây bút này, chúng ta có thể sử dụng để hoàn thiện được cái khóa căn bản của mình. Các bạn muốn tham khảo về giá cả thì các bạn có thể xem bên dưới trong phần mô tả nhé.
cha mẹ bình an, ngoài ra các bạn nào có thể muốn học thêm tư pháp thì hãy liên hệ vào cái địa chỉ bên dưới, số điện thoại bên dưới. Các bạn cũng có thể học online miễn phí, tùy theo cái khả năng của mình các bạn có thể đóng phí như thế nào cũng được, nhưng mà khóa lĩnh dạy là miễn phí ở trên YouTube này vào tối thứ sáu lúc 8 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Các bạn có thể vừa học và vừa hỏi các bạn những cái bài nào không rõ thì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo, Viber hoặc là Facebook để hỏi. Các bạn cũng có thể gửi những hình ảnh qua đó. Hiện tại có một cái group trên Facebook, đó là cái group học tư pháp cùng Quang Lĩnh. Các bạn có thể đăng ký vào đó để bắt đầu cho quá trình học của mình. Tất cả hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Xin chúc mọi người một ngày mới thật là bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Và những ai đang học thư pháp thì có những bước tiến bộ thật tốt. Xin chào, hẹn gặp lại.